Don't stop. Audio Jungle. Xin chào các bạn đã quay lại với kênh Top 5 của mình. Hiện nay, rất nhiều bạn có để lại nhận xét cho mình về nội dung trên những chiếc xe Honda Winner 150 đang được trang bị bộ máy của Indonesia hay lắp ráp tại Việt Nam. Vì như tâm lý của người Việt Nam mình luôn thích đồ nhập khẩu hơn do sự lắp ráp này và kết cấu thiết kế bền hơn, ít hỏng vặt hơn so với đồ nội địa. Bên cạnh đó thì nhiều bạn cũng đã đặt ra lý do vì hiện nay giá xe Honda Winner đang rất rẻ. Chính vì thế, để tiết kiệm chi phí sản xuất nên hãng Honda đã nhập linh kiện về để tự lắp ráp. Thực hư câu chuyện này như thế nào thì mình không khẳng định. Vì hiện nay theo công bố của hãng Honda thì 100% xe Winner đều sử dụng cục máy nhập khẩu từ Indonesia. Nhưng để biết rõ vấn đề này hơn, video ngày hôm nay mình sẽ quay cận cảnh cục máy Honda Winner 150 để giới thiệu đến các bạn. Theo như những kiến thức của bản thân mình cũng như tham khảo qua các trang mạng này, các diễn đàn bàn luận về ô tô xe máy thì các anh em cũng bàn luận rất sôi nổi về vấn đề này. Thì video này mình sẽ chỉ ra cho các bạn tham khảo, đồng thời cũng sẽ kiểm tra trực tiếp trên chiếc xe của các bạn ấy, xem có đúng như vậy hay không. Trước tiên thì để mình giới thiệu qua một chút về các bộ phận chi tiết cũng như các linh kiện trên chiếc xe Honda Winner. Chắc chắn nhiều bạn cũng đã biết rồi, khi chúng ta mua một chiếc xe không chỉ riêng Honda Winner đâu mà các dòng xe khác cũng như vậy, thì đi kèm theo xe sẽ có một quyển sách hướng dẫn sử dụng nhé. Trong đó có rất nhiều các thông tin liên quan đến chiếc xe Winner mà các bạn có thể tham khảo. Trong đó thì có một tờ giấy ghi đầy đủ xuất xứ các phụ tùng trên chiếc xe Honda Winner. Như các bạn theo dõi trên màn hình, mình đã để cái tờ giấy lên cho các bạn theo dõi. Ngoài cục máy được sản xuất tại Indonesia thì tất cả các phụ tùng còn lại như khung xe này, vành xe, lốp xe, phanh xe đến hệ thống điện và nhiều thứ khác nữa đều sản xuất ở trong nước và ở nhiều các tỉnh thành khác nhau như ở Vĩnh Phúc này, Hưng Yên, Hà Nội, vân vân. Có thể nói thì chiếc xe Winner này cơ bản theo mình khẳng định là nội địa hóa đến 90%. Nhưng điểm mấu chốt ở đây hiện nay là trái tim của xe có phải của Indonesia sản xuất hay không. Các bạn theo dõi trên màn hình nhé, mình sẽ quay cận cảnh chiếc xe Honda Winner phiên bản cao cấp màu đen nhám vành đồng sản xuất năm 2019, vừa được mua trước Tết với giá cả đăng ký là 42 triệu đồng. Trên bộ máy này, các bạn có thể để ý thấy dòng chữ này, AHM, mình quay cận cảnh luôn, AHM 3 gạch ngang 0. Theo như mình biết ấy, và tham khảo từ các dòng xe nhập khẩu khác thì ký hiệu của dòng chữ này như trên ấy, là bộ máy được nhập nguyên chiếc từ Indonesia. Hiện tại ấy, tùy theo từng đời xe sẽ có những con số ký hiệu khác nhau, từ AHM gạch ngang 0 ở đời đầu tiên cho tới các đời tiếp theo, và hiện tại đã có những cục máy có ký hiệu là AHM 5 gạch ngang 0. Đây đều là máy nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia các bạn ạ. Vì hiện nay theo mình tham khảo ấy, ở một số các cái diễn đàn cũng như một số bạn chia sẻ ấy, thì là các bạn phân biệt rõ ra là AHM gạch 1 gạch ngang 0 này và AHM 2 gạch ngang 0 ấy là do Indonesia, còn từ 3 gạch ngang 0 trở lên ấy, là của lắp ráp tại Việt Nam ấy. Nhưng mà theo mình tham khảo ấy, thì các con số như 1 gạch ngang 0, 2 gạch ngang 0, 3 gạch ngang 0 cho đến 5 gạch ngang 0 ấy, chỉ là những lô máy nhập cho từng dòng xe theo từng năm sản xuất mà thôi. Cái này mình đã tham khảo rồi. Vì mình biết rằng ấy, Honda là một hãng xe máy lớn nên không vì lợi nhuận mà họ làm những vấn đề như vậy. Cũng rất nhiều báo chí và các trang mạng cũng đã dò hỏi vấn đề này thông qua đại diện hãng xe máy Honda, nhưng họ đều khẳng định ấy, là cục máy này được nhập nguyên chiếc từ nước Indonesia. Dù cục máy của Winner có là nhập khẩu hay lắp ráp nội địa hay đi nữa, cái này mình không khẳng định như mình nói đầu video nhé. Thì một số lỗi trên chiếc xe này đã được khắc phục, tuy nhiên chưa triệt để được 100%, nhưng cũng đã làm cho các fan của Honda Winner hài lòng hơn rất là nhiều trong những năm trở lại đây. Nhưng mình cũng phải công nhận là chất lượng lắp ráp các chi tiết này, linh kiện ở bên nước bạn ấy có phần nhỉnh hơn so với nước ta, nên cũng dẫn đến tâm lý của người Việt chuộng hàng nhập khẩu hơn rất là nhiều. Mình nói ở đây không phải là chất lượng lắp ráp tại nước ta ấy là không tốt, vì ở đâu cũng vậy thôi. Sau khi lắp ráp ấy, hoàn thành được sản phẩm thì đều được kiểm tra, kiểm định chất lượng nghiêm ngặt. Chỉ khác là ở mỗi quốc gia sẽ có những cái điều kiện kiểm tra khác nhau một chút để phù hợp với cái điều kiện của từng quốc gia. Nên các bạn vẫn hoàn toàn yên tâm ở vấn đề này vì đã được kiểm định sản phẩm một cách rất là nghiêm ngặt rồi. Và dù cho ấy, cái cục máy của Winner có đúng là được Việt Nam lắp ráp hay không đi nữa, thì mình chắc chắn một điều là các linh kiện này, phụ tùng, chi tiết của cục máy này vẫn được nhập 100% từ nước Indonesia. Có về Việt Nam lắp ráp hay không thì mình không biết, nhưng mà các chi tiết này đều được nhập 100% từ Indonesia. Nên các bạn yên tâm vì cục máy vẫn sẽ của Indonesia, và kể cả những chiếc xe mới Winner 2019 sắp được ra mắt cũng sẽ được Honda sử dụng cục máy này của Indonesia. Ngoài ra,
cũng đã có bạn đặt ra câu hỏi là trên cục máy của Indo sẽ có tem mã vạch, còn trên cục máy của Việt Nam thì không có tem này. Mình cũng xin phép được trả lời luôn là để các bạn tham khảo luôn nhé, là trên con xe của mình cũng đang quay là không có cái tem này. Vì theo một số bạn chụp hình để lại, mình có thể đăng lên cho các bạn xem đó, thì tem này là làm bằng giấy bóng nên trong quá trình vận chuyển và cọ rửa vệ sinh cũng rất dễ bị bong chóc. Nên đây không phải là lý do để các bạn phân biệt giữa máy nhập hay máy lắp ráp nội địa đâu các bạn ạ. Chính vì thế các bạn có thể tin tưởng vấn đề này, không phải vì là cái tem hay không tem mà là phân biệt được là xe nhập hay xe lắp ráp nội địa. Có thể nói tóm lại như sau này, hiện tại như các bạn cũng đã biết, để có thể nội địa hóa 100% cho Honda Winner 150 thì bắt buộc hãng phải đầu tư một dây chuyền hoàn chỉnh cho việc lắp ráp, không nói riêng các bộ phận khác nhé, mà riêng cục máy thôi. Việc để có một dây chuyền như vậy thì rất phải tốn kém này, trong khi chưa kể là phải đào tạo kỹ sư này, tìm mặt bằng trạm xưởng. Mà theo như mình được biết ấy, đối với việc lắp ráp các chi tiết máy này là rất quan trọng, trong đó cần thiết nhất là một môi trường lắp ráp phải hoàn toàn sạch 100%. Chính vì bất cứ một cái tác động nhỏ nào từ bên ngoài cũng sẽ làm cho cục máy bị ảnh hưởng trong quá trình sử dụng sau này. Thêm nữa là vẫn phải nhập các linh kiện chi tiết từ nước ngoài vì Việt Nam chưa có cơ sở sản xuất những cái thứ chi tiết như này. Trong khi giá của Winner thì vẫn giữ ở mức thấp, thấp hơn nhé so với giá đề xuất của hãng. Chính vì thế nên các bạn cứ yên tâm, cục máy của Indo sẽ vẫn được nhập nguyên chiếc trong các cái sản phẩm sau này, không chỉ của Winner hiện tại mà những cái sản phẩm của Winner sau này được cho ra mắt. Qua video ấy, thì mình mong rằng các bạn sẽ đóng góp thêm nhiều ý kiến hơn nữa để các fan của Winner cùng nhau tham khảo, cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm để cùng nhau có thêm nhiều kiến thức hơn nữa về dòng xe côn tay 150 phân khối này. Nhân tiện ở video này thì mình cũng cung cấp đến các bạn giá bán mới nhất trong ngày hôm nay nhé, là cũng khoảng vào tầm giữa tháng 4 năm 2019 rồi, về chiếc xe Honda Winner. Hiện tại thì theo mình tham khảo từ đại lý thì giá xe Honda Winner đang có chiều hướng tăng lên khoảng từ 500 đến 1 triệu đồng cho từng phiên bản. Hiện tại ở tỉnh Lai Châu mình ấy, thì giá xe đã tăng hơn khoảng 500.000 đồng cho từng phiên bản nhé. Và cụ thể như sau này, Honda Winner phiên bản thể thao gồm có 4 màu: trắng đen, vàng đen, đỏ đen, xanh trắng, có giá bán hiện tại giữ ở mức nhé là 39.500.000 đồng, tức là cao hơn so với đầu tháng là khoảng 500.000 đồng. Và hiện tại là cái đợt hàng tiếp theo đã về đại lý các bạn ạ. Tiếp theo ấy là Honda Winner phiên bản cao cấp màu đen nhám đồng, sản xuất năm 2019 thì có giá bán hiện tại cao hơn khoảng 1 triệu đồng là 40.500.000 đồng. Có thể nói với những thông tin ở trên mình cung cấp đến các bạn ấy, có thể là chủ quan của cá nhân mình thôi, hoặc là mình tham khảo qua những cái diễn đàn, qua những trang mạng xã hội và những một số kiến thức của mình thì mình đưa ra để các bạn có thể tham khảo. Nhưng mình khẳng định với các bạn là cục máy của Winner 150 là cục máy được nhập nguyên chiếc từ Indonesia, nên các bạn không thể lăn tăn về vấn đề này nữa mà hãy yên tâm sử dụng. Và hiện tại thì theo mình được biết thì các những cái phần khắc phục trong những cái lỗi nhỏ của Winner ấy đã được hãng làm rất là tốt, và hiện nay ấy, cũng tùy từng dòng xe thôi, tùy từng chiếc thôi mới xảy ra những hiện tượng rất là nhỏ như vậy, còn lại về cơ bản đã được khắc phục, nên các bạn yên tâm ở vấn đề này khi mua chiếc xe Honda Winner. Và trong thời gian tới thì Honda cũng sẽ cho ra mắt thêm những cái phiên bản mới của Honda Winner 2019. Mình cũng đã chia sẻ rất nhiều video rồi, ở video này thì mình không nhắc lại nữa, nhưng các bạn hãy cứ chờ đợi xem, Winner sẽ được lột xác hoàn toàn ở phiên bản năm 2019 này, và mình khẳng định là như vậy. Và đặc biệt là trong tháng 6 này thì sẽ được bán ở tất cả đại lý trên toàn quốc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu hay các bạn nhớ like, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ mình nhé. Hẹn gặp các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Don't stop.
điều chẳng.